Bio Sài Gòn xin mến chào tất cả quý vị. Hôm nay Bio quay và test nhà của quý vị con âm ly Denon với model BMA 940 nha quý vị, 940. Con âm ly này là cái màu silver, màu bạc rất là đẹp. Dòng này nó chạy 4 con sò sa ken nha quý vị. Nó đánh hai cặp loa luôn. Và nó đánh loa từ 6 ohm trở lên với công suất cực kỳ lớn. Đối với loa 6 ohm là 250W cho hai loa và 8 ohm là 210W cho hai loa, được sản xuất tại Nhật Bản, made in Japan và nguồn điện 100V nha quý vị. Bây giờ mình quay cận cảnh cái con âm ly hơi bị đẹp này cho quý vị xem nè. Chỉnh bass treble đồ đầy đủ hết nha. Denon thì đánh một rất hợp với JBL. Và nếu như nói về dòng này thì cũng có một số model JBL nó không hợp, chứ không phải là nó hợp tất cả đâu nha quý vị. Trời, cái chữ logo của nó đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Nó nhô lên quý vị, nó nhô lên rồi nó khắc nữa, rất là đẹp luôn. AB system A system B nè quý vị, A cộng B luôn nha. Này là quý vị có cái nút chuyển ở đây. Bass treble ba lăng lâu nét đây. Rất là đẹp luôn quý vị ạ. Có một vết nhỏ, một vết rất là nhỏ ở đây không thấy. Rồi qua phía sau rồi quý vị. Mức giá con này mình bán 9.600.000, 9.600.000 nha quý vị. Công suất tiêu thụ của dòng này là 205W. Rồi bây giờ đi test nhạc luôn nha quý vị. Quý vị nào đang yêu thích cái dòng âm ly 940 của Denon thì quý vị alo cho Bi nha. Và đây là cái USB chép nhạc sẵn bên mình nè. Giờ đi test nhạc trong USB của mình cho quý vị nghe đây. USB được với dung lượng 128GB, mình bán 800.000 nha quý vị. Nhạc lúc lấy chất lượng cao. Còn cái dây AV thì cũng đang dùng luôn. Đây là đến từ hãng Agufay với mức giá 1.100.000 một bộ nha quý vị. Đây là cục chống nhiễu nè. Mùa mưa lần trước anh về đây ghé thăm tôi, tình xưa ban cũ gặp nhau đêm ấy mưa rơi, tách cà phê ấm môi mình ngồi ôn lại những phút vui trôi qua mất rồi. Ngày cây phường vĩ